Haaland ghi hai bàn, Man City thắng dễ Young Boys. Man City không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Young Boys với tỷ số 3-0 và vượt qua vòng bảng cúp C1 Champions League. Sau trận đấu không ghi bàn và bị thay ra sớm vì chấn thương cách đây ít ngày, Erling Haaland lập tức trở lại và đập tan những hoài nghi về phong độ. Tiền đạo người Na Uy ghi dấu ấn lớn trong chiến thắng 3-0 của Man City trước Young Boys trên sân Etihad. Thống kê trận đấu phản ánh sự áp đảo tuyệt đối của Man City, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội chủ nhà lên tới hơn 70%. Họ tung ra tổng cộng 27 pha dứt điểm, trong khi chỉ số này của Young Boys là 0. Haaland mất hơn 20 phút để có bàn thắng mở tỷ số nhờ cú đá phạt đền thành công. Cuối hiệp 1, đến lượt Phil Foden lập công nhân đôi cách biệt sau pha đột phá từ cánh phải và dứt điểm ở góc hẹp. Trận đấu diễn ra quá dễ dàng đối với thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Đội khách đến từ Thụy Sĩ đối mặt với 10 cú sút trúng đích của đối thủ trong cả trận và việc họ chỉ thủng lưới một bàn trong phần còn lại của trận đấu chính là bất ngờ. Phút 51, Haaland cho thấy anh không chỉ biết ghi bàn trong thế đối mặt thủ môn hoặc dứt điểm cận thành. Ngôi sao người Na Uy nhận bóng ở ngoài vòng cấm, di chuyển vài nhịp và tung ra cú sút xa đánh bại thủ môn Young Boys. Haaland rời sân không lâu sau đó. Young Boys cũng chỉ còn 10 người trên sân sau khi một cầu thủ của họ bị truất quyền thi đấu. Huấn luyện viên Guardiola thể hiện rõ ý định giữ sức cho các trụ cột. Man City vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu nhưng họ không ghi thêm bàn thắng. Đánh bại Young Boys với tỷ số 3-0, Man City chắc suất vào vòng mùng 1 tháng 8 cúp C1 Champions League. Kết quả, Man City 3-0 Young Boys. Ghi bàn, Man City, Haaland 23, phút thứ 51, Foden 45+1. Bảng xếp hạng Champions League, bảng G.